Yagi là cơn bão được đánh giá mạnh nhất thế giới trong năm 2024. Chính vì thế, người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống bão để giảm tối đa thiệt hại về người và của. Để đảm bảo an toàn trước khi bão xảy ra, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, gia cố chẳng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây, xác định vị trí an toàn để trú ẩn, chủ động sơ tán khỏi các nhà không đảm bảo an toàn, vùng ven biển, cửa sông để phòng nước dâng. Chuẩn bị một bộ đồ dùng cho gia đình như đèn pin, đài radio, quần áo ấm, chăn, bộ sơ cứu, thuốc men, nước đóng chai và thực phẩm không dễ hư hỏng, đủ dùng ít nhất 7 ngày. Trong khi bão đổ bộ, người dân vẫn cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và loa phát thanh của thôn, xã. Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật. Tuyệt đối không trú tránh dưới gốc cây, cột điện vật dễ đổ, nên ở trong nhà, nơi trú ẩn, không đi ra ngoài, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào. Đặc biệt, người dân cần chuẩn bị sẵn đèn pin để đề phòng mất điện. Không sử dụng nến thắp sáng để tìm kiếm đồ trong không gian hạn chế, khu vực bếp ga vì dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Nếu được lệnh sơ tán, hãy mang theo các đồ dùng thiết yếu cho gia đình và di chuyển ngay đến một nơi trú ẩn được chính quyền địa phương sắp xếp. Đặc biệt, cần phải thông tin kịp thời, chính xác vị trí, tình trạng nguy hiểm khi cần cứu nạn cứu hộ. Sau khi cơn bão đi qua, người dân chỉ được phép về nhà từ nơi sơ tán khi có sự cho phép của chính quyền địa phương. Đặc biệt chú ý đến các yếu tố nguy hiểm như đường dây điện bị đứt và nước nhiễm điện, vì thông thường khi bão tan, khả năng lũ lụt vẫn còn xảy ra. Tuyệt đối không đến gần hoặc đi vào các tòa nhà đã bị hư hại, ngập nước. Tuân thủ theo các biển cảnh báo khi lái xe, không đi vào đường bị ngập nước hoặc có chướng ngại vật, ngay cả với phương tiện lớn, vì phương tiện có thể bị nước cuốn trôi hoặc nguy hiểm.